Xin chào tất cả mọi người, mình là Linh Ca. Cho Linh Ca xin gửi lời chào đến tất cả độc giả của Year One. Nói về năm 2020 thì em nghĩ chắc hẳn là đây cũng là một năm rất là buồn, một năm khó khăn với tất cả mọi người nữa. Thì em thấy buồn cũng là một khía cạnh thôi, nhưng mà cũng cảm ơn năm vừa rồi. Em không biết với tất cả mọi người như thế nào, nhưng năm 2020 là một năm mà em có thể đi chậm lại hơn, để có thể có thời gian để em cố gắng tập luyện. Như khi mà mùa 1 đầu tiên em cũng có tâm sự chia sẻ với mọi người là cảm ơn em cảm ơn tất cả những tình cảm và sự yêu thương của mọi người dành cho sự cố gắng nỗ lực của em. Nên chính vì thế em sẽ không làm cho mọi người thất vọng được. Thay vào đó thì năm vừa rồi em đã cố gắng để không phụ lòng tình yêu thương của khán giả. Năm 2020 thì thật sự mọi người cũng thấy là em khá là im ắng, gần như là không có một hoạt động nào cả, chỉ những event hay là fashion show thì em tham gia, còn như về mảng âm nhạc, phim ảnh các thứ là gần như là em không có tham gia. Thì năm 2020 vừa rồi em cũng sẽ phải ngồi lại suy nghĩ cũng rất là nhiều là năm nay thì mình có nên làm cái gì đó không, hay là mình chậm lại một chút để mình phải thật sự sẵn sàng rồi hãng làm. Vì năm 2020 vừa rồi cũng là một năm cũng rất là khó khăn về kinh tế với tất cả mọi người, cũng như là khó khăn về mọi thứ luôn, nên là em quyết định là thôi bây giờ để thời gian đó cho bản thân nghỉ ngơi chút và sống một cách khép kín hơn. Nói chung là khép kín quá thì cũng không phải, em cũng vẫn chia sẻ những hoạt động cá nhân của em, nhưng mà em dành thời gian để luyện tập nhiều hơn, để đi du lịch với gia đình nhiều hơn và làm những cái hoạt động để em ấp ủ trong thời gian sắp tới. Thì thật sự là một sự chia tay này thì nó không có gì quá ồn ào cả, tại vì em thấy một sự chia tay nào, kết thúc nào thì cũng sẽ giúp cho cả hai đối phương nhìn nhận ra được là mình có thật sự hợp để làm việc với nhau và tiếp tục trong công việc với nhau hay không. Thì thật sự em cũng vẫn rất luôn luôn là cảm ơn công ty cũ đã giúp em cũng rất là nhiều trong năm 2019, và cũng để khi mà cái mối quan hệ việc làm kết thúc với quản lý cũ thì em cũng vừa vui và vừa buồn. Vui vì mình sẽ sắp tới mình sẽ được hoạt động riêng, mình sẽ làm những gì mà mình có thể thỏa sức mà mình mong muốn. Còn buồn thì cũng khá tiếc nuối với công ty trong một thời gian dài gắn bó mà lại phải dừng làm việc với nhau. Khi mà quyết định stop lại thì em cũng suy nghĩ băn khoăn khá là nhiều, tại vì một mình không bao giờ có thể đứng vững nếu thiếu những người xung quanh, tất cả mọi người để support cho mình, như một ekip, một team để đi chung với nhau thì mới đi một đường dài được. Nhưng mà em nghĩ là dần dần thì em cũng sẽ theo thời gian em cũng sẽ tìm được những partner, những người bên cạnh mình đồng hành cùng mình một chặng đường dài hơn. Nếu mà không làm việc hợp thì em nghĩ là nên dành thời gian stop lại để không bị tốn thời gian của đôi bên. Nên là em thấy cái sự kết thúc này cũng là một sự khởi đầu mới cho em. Dạ vâng, thì vấn đề này thì em cũng chia sẻ là do cũng rất là nhiều fan em, hay thậm chí là những mọi người ai ấn follow fanpage Linh Ca trong 4 năm vừa qua thì em thì thật sự là em không có bao giờ muốn bỏ đi hay là muốn chuyển nhượng cái fanpage đấy hay là như thế nào cả. Nhưng mà một vài lý do em nghĩ là cái này thì em xin được giữ bí mật cho hai bên đối phương một cách im lặng nhất có thể, tại vì không có gì quá ồn ào cả. Em chỉ muốn cái bài post của em là đính chính, cũng như là có một lời nào đó, một sự trách nhiệm nhất định với tất cả những ai khoảng 2 triệu người đã follow fanpage Linh Ca và YouTube của Linh Ca trong vòng 4 năm vừa rồi, thì em phải có trách nhiệm lên tiếng để cho mọi người biết. Và hiện tại thì em cũng đã có xây dựng lại fanpage cũng như là YouTube mới, thì mọi hoạt động mới của em sẽ được update ở trên hai phương tiện mới đó. Thật sự là nói không ảnh hưởng thì là sai,
chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Hiện tại thì social media cũng là một phương tiện mà giúp các anh chị em nghệ sĩ, các anh chị nghệ sĩ, tất cả mọi người KOL, tất cả mọi người bây giờ gần như là cũng đến gần hơn với khán giả nhờ social media. Thì khi mà em biết là chuyện của mình trong tương lai sẽ là như vậy, em khá là buồn và suy nghĩ rất là nhiều, khóc cũng là nhiều. Em không biết là chết rồi, bây giờ 4 năm mình xây dựng như vậy, bây giờ mình làm lại liệu có được hay không. Thì không biết là mọi người có quên mình không, vì trong vòng 1 năm qua thật sự là em quá là im ắng. Và hiện em chỉ hoạt động ở trên hai mảng social media đó thôi, và mọi người nhớ tới em. Thì khi mà kết thúc thì em cũng stress khoảng nửa năm vừa rồi đó. Em biết thì em buồn lắm, em định là bỏ tất cả luôn. Thì em mới được sự quan tâm của gia đình, bạn bè xung quanh, mọi người luôn nói với em là thật sự khi mà mình gọi sao ta, mình cố gắng bỏ cái cũ đi làm lại cái mới, khi mà mình vẫn năng lực nhiệt huyết với những gì mình đang làm sắp tới, thì yên tâm là dù thế nào thì mọi người vẫn sẽ bên cạnh và ủng hộ cho mình. Nhưng mà lúc đấy em nghe thì em vẫn cảm thấy là chết rồi, bây giờ cái số lượng follow của người ở page cũ quá cao đi. Em không biết là mất đi rồi thì cái fanpage mới của em sẽ như thế nào, vì nó cũng là một cái phương tiện giúp em gần hơn với khán giả. Thì nhưng mà xong rồi cuối cùng em vẫn quyết định là tại vì mình đã hứa với tất cả khán giả là mình vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2020, 2021 và thời gian dài dài sau đó, nên không thể nào mà thất hứa và thất hẹn với khán giả được. Nên là em quyết định làm lại tất cả từ đầu. Và may mắn thay thì mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ em rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ em đang ở mức là 39 cân 9 hay 39 cân rưỡi. Hôm trước thì em đi đo, em đi gym, em đo. Vòng eo em đã 56 chưa? Dạ vòng eo em là 56 rồi ạ. Nhưng mà gầy quá, bây giờ cũng khó mặc đồ. Nhưng mà thật sự vẫn luôn muốn là bản thân phải hoàn chỉnh, chỉnh chu nhất khi mà gặp tất cả mọi người. Nhưng mà gầy quá nhưng em vẫn ăn uống rất là đầy đủ, tại vì do em tập thể thao nhiều, em sẽ không chọn cách nhịn ăn. Tại vì thật sự không chỉ riêng anh đâu, mà em cũng tự đọc được những comment đó. Tại vì khi mà em đi show về hay đi event nào đấy về thì họ đều có những cái clip, một clip ngắn quay em hay quay tất cả mọi người, thì em có đọc được comment như vậy là con bé Linh Ca này thì làm cái gì để được xuất hiện ở đây. Thì thật sự là như em có chia sẻ là về việc mọi người yêu và thích mình, nó là hai khái niệm luôn luôn trường tồn với nhau và không thể nào mà hết hẳn được. Thì mọi người thắc mắc một điều đó cũng rất là, em nghĩ cũng rất là dễ hiểu, vì thật sự là trong thời gian qua em chưa có một hoạt động nhất định, nhưng em luôn xuất hiện tại các sự kiện. Nhưng mà tất cả các sự kiện đó thì em thấy là do tất cả các bạn KOL hay là các anh chị hot girl, hot boy hay là các anh chị nghệ sĩ đều được tham gia và đều được xuất hiện trong show đó. Thì em thì từ trước đến giờ cho tới hiện tại khi mà chưa em chưa hoạt động vào trong showbiz thì em vẫn là KOL khoảng tầm 3-4 năm nay. Nên là việc em xuất hiện với vị trí KOL như thế, em nghĩ là nó cũng không quá là gì để mọi người phải nói gay gắt như vậy. Nên em nghĩ là bản thân ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, tiến bộ hơn hay là lột xác hơn để có thể thay đổi cái cách nhìn trong khán giả, không bị nhàm chán chẳng hạn. Và ngay bản thân mình cũng vậy nữa. Thật sự như mọi người nếu mà theo dõi em trong thời gian dài vừa qua thì mọi người cũng đều biết là em rất là đam mê ca hát, thậm chí là cả diễn xuất nữa. Nhưng mà trong năm 2021 sắp tới thì em hy vọng là em có thể mang tới những sản phẩm âm nhạc, thậm chí là những bộ phim để cho mọi người có thể nhìn nhận em một cách tốt hơn. Thì niềm đam mê của em rất là lớn, đó chính là ca hát, thì bây giờ em vẫn đang rất là cố gắng. Thì em sẽ hát bài Trời Giấu Trời Mang Đi của chị Amy, một vài câu. Sương mờ che khuất đồi, đêm nào em cũng ngồi, lúc xa anh em thật sự chỉ nhớ mãi thôi. Tuy rằng mới bắt đầu, tình yêu này như phép màu,
Cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi. Nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyệt. Cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá nhiều. Không phải ai cũng hiểu, đúng là dường khi mình nhau quá nhiều, chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khoe mắt cay, xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim dim. Xa là em sẽ tìm anh cho dù ngày hay đêm. Xa như ngày bây giờ được gặp nhau trước thêm. Ok, thì cái việc mà mọi người theo đuổi cái đam mê của mình thì em thấy là sẽ không có gì là sai cả. Nhưng em nghĩ là khi mà nếu mà như một mình mà bản thân mình hay là những người xung quanh mình thể hiện cho họ nghe thôi thì nó là một vấn đề nhỏ. Nhưng khi mà để đưa tới được gần với khán giả thì em nghĩ sẽ phải chỉnh chu nhất có thể, từ giọng hát, từ hình ảnh, từ tất cả mọi thứ, để có một sản phẩm tuyệt nhất và một cái đầu ra tuyệt nhất để có thể cho khán giả thưởng thức. Vì khi mà mình ra một sản phẩm nào đó, hay là mình đi hát, hay kể cả mình đi diễn phim chẳng hạn, thì đều tất cả mọi thứ đều phải chỉnh chu, không có thể làm qua loa được. Bởi vì những gì mà mình đang cho ra mắt, những gì mà đang đưa cho mọi người xem thì đều phải có sự đều phải cho mọi người thấy được sự hoàn chỉnh. Và cái làm việc từ đam mê và sự có tâm của mình với sản phẩm đó như thế nào, nên em thấy là một điều mà cần nhất khi mà kể cả bất cứ ai ra một sản phẩm thì cần phải hoàn thiện. Không cần hoàn thiện 100% nhưng cũng phải được sự hoàn thiện đến 70-80% và được mọi người ủng hộ, hoặc là sửa thì sửa những lỗi nhỏ để về sau mình có thể khắc phục tốt hơn. Thật sự là em cũng rất là lo lắng, nhưng mà em thấy là khán giả mọi người rất là rõ ràng. Mọi người không phải là sẽ nếu mà mình làm tốt mà họ sẽ chỉ trích mãi. Nên là em thấy khi mà mình hoàn thiện được 80% so với những cái lúc ban đầu tốt hơn, thì em thấy là mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ mình. Thì đương nhiên là khán giả là có người thích người ghét rồi, nhưng không hết hoàn toàn được. Nhưng mà cái số người ghét đó liệu có cho mình những cái ý kiến đóng góp hay không, hay là chỉ trích và chửi bới một cách nặng nề, thì hai cái đó làm mỗi người cần phải xem rõ khía cạnh nó rất là rõ ràng. Nên là em thấy là khi mà là hot girl hay là người mẫu hay là đi hát thì sẽ nhận được sự ý kiến gay gắt của khán giả, cũng không thể tránh khỏi, vì khán giả là người thưởng thức sản phẩm của mình. Họ có quyền lên tiếng, họ có quyền bàn luận về sản phẩm đó. Em thì với bản thân em thì mình như nào thì khán giả mới góp ý và nói, chứ không khán giả cũng sẽ không phải ai mà cũng tự nhiên thấy sản phẩm này tốt, cái này hay mà lại vào chửi, vào chê, hoặc cái này dở thì lại vào khen hay. Thì thật sự em là một người chắc là bị trải nghiệm sớm hơn mất là đợt trước, thời gian trước em đi đến đâu là cũng có anti fan, nói thật là vậy. Khi mà search Facebook Linka, anti Linka bla bla thế nọ thế kia, có rất là nhiều từ nhục mạ. Thậm chí cái group đó, một cái fanpage rất là nhiều lượng follow, lên đến 100-200 nghìn luôn. Và YouTube cũng có, Instagram cũng có, tất cả các cái group mà anti em. Và lúc đó em cách đây 3 năm, chắc em có 14-15 tuổi à. Thì em cảm thấy một điều đấy rất là nặng nề. Em cũng không biết tại sao mọi người, mình đã làm cái gì mà mọi người làm như vậy với mình. Mình không tốt ở điểm nào. Mà thật sự em cũng, em suy nghĩ thì em cũng không có trách khán giả lắm. Tại vì như em nói, em cũng chia sẻ là em sẽ luôn luôn nhìn nhận về phía bản thân em trước, để em xem em chưa tốt cái gì. Và nếu mà em tốt rồi mà họ nói thì em sẽ không quan tâm và để ý những cái comment đó, comment ác ý đó. Bởi vì là mình dành thời gian đấy để mình cố gắng hơn, để bớt đi anti fan thì sẽ tốt hơn. Còn việc lập group thì em thấy hiện tại là
cũng rất là thương tất cả mọi người, là nó như kiểu đang trào lưu mọi người cứ theo nhau làm như vậy, nhưng mà em cũng không biết là mọi người có suy nghĩ một cái tiêu cực gì quá cho các anh chị nghệ sĩ không, mà em cảm thấy là rất là buồn khi mà phải chứng kiến là mình đang có một cái group anti, ở trong đấy có hàng trăm hàng nghìn người ghét mình và chửi bới mình mỗi ngày, bởi vì em đã trải qua cái điều đó cách đây 3 năm trước rồi. Ám ảnh lắm, đi đến đâu cũng sợ, đi đến đâu cũng sợ cái ánh nhìn của người ta dè bỉu mình, với gia đình của mình nữa, tất cả mọi người mà ai thân với mình là bị lôi vào group hết, từng cử chỉ hành động. Nên là cái việc đấy cũng là một việc rất là ám ảnh với em cách đây 3 năm trước. Em mất cũng khá nhiều đó. Có hai lý do. Lý do đầu tiên là cái lý do em mất bạn là họ hùa theo đám đông để chửi bới em, trong khi họ em đã từng đối xử rất tốt với họ. Nhưng mà đến em xem họ là bạn, họ phải là người hiểu em chứ. Dạ, thế thì mới có lý do để mình mất bạn thôi anh. Nên là em, nhưng mà đấy cũng là một cái mà mình có thể biết được xem ai tốt với mình hay không. Những cái lúc khó khăn như thế thì em bị quay lưng nhiều lắm, chứ lúc đấy thì gần như nguyên cả cái trường, nguyên trường học của em đều dòm ngó dè bỉu em hết trơn á. Em chỉ có những người bạn hay các anh chị thân từ trước đến giờ chắc còn vài người, và hội bạn cấp 2 của em. Cái thứ hai là mọi người không thích bị chơi với một người bị chửi nhiều như em. Có nghĩa là đó cũng là... Dạ, bị ghét lây, đúng rồi. Một cái lý do thứ hai là sợ bị ghét lây. Thì em cũng sợ chứ, em cũng sợ ảnh hưởng tới mọi người nè. Mọi người có chụp ảnh hay là đi chơi với em cũng bảo là thôi đừng có up ảnh hay clip gì với tao nha, không là bị chửi lây. Thế là nó bảo không có up được mà sợ. Thế là nói xong câu đấy là từ hôm sau hai mấy đứa nghỉ chơi luôn vì sợ bị ghét và chửi lây. Đợt đó em sợ lắm chứ, khiếp, đi tới đâu mà ai chụp ảnh với mình xong về họ rất là gọi sao vui vẻ cười nói với mình khi mà xin chụp ảnh hay là khi mà chào, nhưng mà về sau đó trên mạng xã hội thì họ chửi rủa mình rất là ghê. Có những cái từ mà em cảm tưởng như là không biết tại sao mà em chịu được câu nói đó, mà em cho tới bây giờ em có thể thay đổi được những câu nói nhục mạ rất là ghê. Nên là hai cái lý do đấy, hai lý do em là em mất bạn, và đến cho tới thời điểm này em rất là sợ chơi với nhiều người. Dạ có, em cảm thấy rất là vui khi mà em vào Sài Gòn để sinh sống, học tập, làm việc, thì em có các anh chị luôn luôn ở bên giúp đỡ em. Thật sự là các anh chị Jun, anh Will, hay là quản lý của anh Will, chị Jun, anh Andy này, và những người bạn xung quanh nó nữa, các anh chị xung quanh nó nữa, thật sự giúp đỡ em rất rất là nhiều trong khi là từ lúc em vào Sài Gòn. Nếu mà không có mọi người thì thật sự để cho tới thời điểm này thì em cũng sẽ không có thay đổi được như ngày hôm nay. Nên em cảm thấy rất là trân trọng tất cả các anh chị, tình cảm mà chơi chung hội bạn, hội anh chị em showbiz như thế. Đã kết nối là chắc là cũng đã từng bị anti rất rất là nhiều, nói rất là nhiều. Và một điểm nữa, điểm kết nối nữa là cũng là hợp tính và nhây giống như nhau, nên là mới chơi được. Và một sự thẳng thắn khi chơi với nhau thì có cái gì thì nói hết, góp ý hết ra xong rồi thôi. Nên đó cũng là một cái điều mà khiến anh chị em showbiz chơi với nhau cũng gần 2 năm rồi. Dạ thì thật sự em với cả chị Jun thì không có suy nghĩ gì về là hai chị em cộng hưởng với nhau để mà hot lên đâu. Có nghĩa là hai chị em khi mà chơi với nhau thì đi du lịch với nhau thì hay check story này, chụp những bức ảnh chung thì hai chị em up lên thì mọi người ồ giống hai chị em sinh đôi quá vậy. Xong các bài báo lên là hai chị em sinh đôi, Linh Ca và Jun Vũ, hai chị em tung những bộ ảnh hot, bộ ảnh nào kia. Nhưng mà em với chị Jun cảm thấy rất là vui cho nhau thôi. Tại vì là chị Jun cũng là một người chị đi trước em cũng rất là lâu, nên là em được học hỏi của chị Jun rất là nhiều. Nên là sự cộng hưởng đó dành cho nhau, nếu mà theo hướng tích cực thì nó cũng rất là tốt thôi, nó cũng không có gì ảnh hưởng tới ai cả. Nên là em nghĩ đó cũng là một cái điều mà giúp em với cả chị Jun cùng đi lên một hướng tốt hơn với nhau.
Có nghĩa em với cả Chi thì sau một thời gian thì hai đứa không có chơi với nhau nữa, nhưng vẫn rất happy với nhau, gặp nhau thì vẫn cười nói chào hỏi thôi, nhưng mà cũng lâu lắm rồi em không gặp Chi, nhưng em vẫn nghe và quan tâm tới tin tức của Chi dạo này như thế nào, dạo này cũng ra sao, vì dù gì cũng đã từng làm người bạn rất là thân, thì cái việc đó thì em cũng đã biết trước, nhưng mà em cũng không có bàn luận gì cả, vì đó là một cái cuộc sống và một cái sự hạnh phúc riêng của Chi quyết định như vậy thì em luôn ủng hộ và không có gì cả. Nhưng em thấy là mọi người cũng không có quá khắt khe với Chi, em cảm thấy rất là vui khi mà Chi public cái vấn đề đó lên, em cảm thấy wow, Chi quá mạnh mẽ. Chi hồi trước Chi rất là yếu đuối, là một cô bé xíu, suy nghĩ rất là dễ buồn, nhưng mà em không hiểu sao Chi dám public cái hạnh phúc riêng của bản thân mình với vấn đề nhạy cảm như vậy. Đối với mọi người độ tuổi đó thì nó rất là nhạy cảm, nhưng mà Chi dám public lên thì em cảm thấy oh wow, Chi tại sao mạnh mẽ vậy, không sợ mọi người bàn tán hay sao à? Nhưng mà từng bài boss mọi người boss về Chi em đều đọc hết, dù không còn chơi với nhau nữa nhưng mà em vẫn đọc từng bài báo này, thậm chí là những cái fanpage up lên bài boss về Chi thì em đều đọc, và cảm thấy mọi người cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì không quá khắt khe với Chi, bởi vì là khi mà Chi vừa sinh xong như vậy mà nếu mà đọc được những cái ý kiến khắt khe quá chắc Chi cũng sẽ bị trầm cảm mất, trầm cảm khi mà sau lúc mà sinh em bé. Em xin lỗi nha, nhiều rất là nhiều, xin lỗi khán giả rất là nhiều, nhưng mà mọi người cũng hiểu là 2020 là một năm chững lại, nhưng em chững lại luôn, rất là im ắng không ra một cái gì cả. Nhưng mọi người ơi, thật sự là Yon cho em một lòng tin nữa, đó chính là năm sau thì chắc chắn là Yon sẽ em mong Yon sẽ phỏng vấn em ở cho những lĩnh vực mới và những cái hoạt động mới của em trong mùa hè năm sau. Đó chính là từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 là em sẽ có hoạt động mới, và chắc chắn là Yeon sẽ có bài phỏng vấn và có điều để soi em rồi. Dạ, và Linh Ca cảm ơn độc giả của Yeon rất là nhiều vì đã lắng nghe buổi tâm sự và trò chuyện của Linh Ca về năm 2020 vừa qua, và mong rằng cả nhà vẫn sẽ theo dõi Linh Ca cùng với Yeon trong năm 2021 và chặng đường tương lai dài sắp tới nhá. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại.